Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Nãy thì em lại mới về lô hàng đây, thì trong này có đôi X7A nhé. Thì là em quay lên trước cho các bác để các bác nào đang hỏi con X7A này thì là mình có thể là xem và mình chủ động chọn mua cho dễ nhé. Đây. Đấy, đôi X7A này về là vẫn còn đầy đủ e căng này. E căng hai cái căng nó đây nhá. Đấy. Và mây mặt mũi của loa thì nhìn chung là nó còn ok đẹp. Đấy. Như các bác thấy này. Đấy. Loa nó mới về nên là nó vẫn còn nguyên đai luôn các bác nhé, nguyên đai luôn, nguyên cái đai thít này luôn. Đấy, chứ con loa này thì ở đây nó hơi bị gì cái xi lên tí này, thì về các bác có thể là lấy lại cho em nhé, chấm cho em tí keo đây, xong rồi ấn tay một tí là nó sẽ nó chặt vào nhé. Đấy, thì keo đính 2 chấm vào đấy, là được nhé. X7A này thì là con này thì là em quay nhiều rồi. Thì tiếng của nó thì chắc là các bác cũng không lạ gì nữa đúng không? Tiếng rất là hay. Để ghép vào cái cục mini thì tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì có chiều ngang nó khoảng 15 này. Sâu khoảng 21 này, 22 này. Đấy, và cao 127, đường kính nó bát 13, gân cao su màng giấy. Đấy, OMF nhá. Giấy OMF này, công nghệ độc quyền của Onkyo. Đấy. Công nghệ màng nhiều lớp. Bên ngoài là màng sợi. Đấy là tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy. Chép lom. Đấy. Từ kép. Đấy. Loa thì gần như là góc cạnh của nó còn được đảm bảo khá là tốt. Ở đằng sau đây thì là cái diềm này mấy cả một số chỗ nó chưa được ấy lắm này. Nó hơi sần một vài chỗ nhá. Hơi sần một vài chỗ. Đấy, thì con X7A này thì công suất của nó là đi 70W trở kháng là 5 ohm các anh nha. Đấy. Hàng đúng như hình luôn. Đôi này nó kẹp dây các bác có nhìn thấy này. Seri nó cũng còn đầy đủ nha, 7445 cả hai con luôn. Đấy, thì cặp loa X7A này thì em có cắm điện em thử rồi. Đấy, thì là nó vẫn lên bình thường. Đấy, cả chép cả bát nhá. Đấy, thì với đôi này thì bình thường là hàng nó đẹp hơn một xíu, thì nó khoảng tầm triệu, hơn triệu một đôi thì thôi, đôi này em bán là đi 800 thôi. Đấy, bác nào mua cái đôi này thì liên hệ trực bên em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhá. Đấy. Đấy. Thế thôi. Đấy, thì đấy, đôi loa thì em bán nhanh luôn, buổi sáng là 800.000. Thì bác nào mua thì liên hệ cho bên em sớm nhé. Số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng, xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.